Chào mừng các em đến với bài học đầu tiên của phân môn tiếng Việt trong chương trình ngữ văn lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từ đơn và từ phức. Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem từ phức gồm những loại từ nào nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học qua một bài tập nho nhỏ sau đây các em nhé. Cùng tham gia trò chơi ai nhanh hơn nha. Các em đọc câu văn sau đây. Càng hăng hái, gan dạ, không nề nguy hiểm và thực hiện. Các em hãy điền các từ gồm có một tiếng vào nhóm A và từ gồm hai tiếng trở lên vào nhóm B. Bắt đầu. À, như vậy thì các em dễ dàng nhận ra vì đây là một bài tập rất là đơn giản. Từ gồm có một tiếng, đó là từ chàng, từ không và từ nề. Từ gồm có hai tiếng là hăng hái, gan dạ và nguy hiểm. Và nhóm A người ta gọi là từ đơn. Các từ ở nhóm B người ta gọi là từ phức. Bài tập sau đây khó hơn một chút nha. Các em thử tìm hiểu xem trong nhóm B những từ nào được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa, còn những từ nào có quan hệ lấy âm giữa các tiếng ha. Suy nghĩ một chút nha. À, các em thấy rằng là từ được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa gồm có từ gan dạ và từ nguy hiểm. Còn từ có quan hệ lấy âm giữa các tiếng là từ hăng hái. Các em biết không? Gan dạ và nguy hiểm người ta gọi là từ ghép. Còn từ hăng hái thì được xếp vào loại từ lấy ha các em. Sau khi tìm hiểu các bài tập trên, các em có suy nghĩ gì? Cô mời các em theo dõi sơ đồ sau. Và như vậy thì căn cứ vào số tiếng tạo từ, chúng ta có loại từ đơn là từ được tạo bởi một tiếng mà thôi. Và thứ hai là từ phức, từ có cấu tạo từ hai tiếng trở lên. Trong từ phức thì người ta chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là từ ghép. Từ ghép là loại từ mà giữa các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa nha. Còn loại thứ hai là từ lấy. Từ lấy là giữa các tiếng có quan hệ lấy âm với nhau. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghĩa của từ ghép, từ lấy. Các em thử so sánh nghĩa của các từ ghép sau với nghĩa của tiếng gốc tạo nên nó. Đó là từ ghép áo quần. Các em so sánh với tiếng áo hoặc tiếng quần. Và các em so sánh nghĩa của tiếng gốc áo với từ ghép áo dài, xem có sự khác nhau như thế nào. Và tiếp theo thì theo các em thì nghĩa của những từ lấy nhàn nhạt, nhanh nhẹn có gì khác với nghĩa của tiếng gốc nhạc nhanh tạo nên mỗi từ lấy trên? Các em suy nghĩ một chút ha. Các em biết không? Như vậy nghĩa của từ ghép có thể rộng hơn nghĩa của tiếng gốc tạo nên nó nha các em. Qua bài tập trên thì chúng ta thấy rằng là nghĩa của từ áo quần rộng hơn nghĩa của tiếng áo hoặc là tiếng quần. Và nghĩa của từ ghép áo dài lại hẹp hơn nghĩa của tiếng gốc tạo nên nó là tiếng áo. Và nghĩa của từ lấy thì sao? Các em biết không, nghĩa của từ lấy có thể tăng hay giảm về mức độ, tính chất hoặc thay đổi sắc thái nghĩa so với tiếng gốc đó các em. Như là từ lấy nhàn nhạt nè, giảm nghĩa so với tiếng gốc nhạc. Còn từ lấy nhanh nhẹn lại tăng nghĩa so với tiếng gốc tạo nên nó là tiếng nhanh.
Để củng cố kiến thức vừa học, các em cùng thực hành một số bài tập trong sách giáo khoa nhé. Bài tập số 1, trang 29, yêu cầu các em tìm từ đơn, từ phức trong đoạn văn sau, trích từ văn bản thánh gióng. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa, ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Như vậy thì trong bài tập số 1, từ đơn gồm có vùng dậy một cái bỗng biến thành vân vân, và từ phức gồm có chú bé, tráng sĩ, oai phong, vân vân. Và để củng cố kiến thức về từ lấy và từ ghép, các em theo dõi đoạn văn sau. Trong khi đó, người trong nhóm dự thi nhanh tay giã thóc, dần sàng thành gạo, lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình cánh cung được cắm rất khéo léo từ dây lưng uốn về trước mặt. Trích văn bản hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Các em sẽ tìm từ lấy và từ ghép được vận dụng trong đoạn trích nha. Như vậy, từ ghép được vận dụng trong bài tập số 2 là giã thóc, dần sàng, bắt đầu, dự thi, nồi cơm, cánh cung và dây lưng. Từ lấy thì gồm có hai từ, nho nhỏ và khéo léo. Các em sau đây thì các em tiếp tục thực hiện bài tập số 3 nha. Bài tập yêu cầu các em là từ các tiếng gốc cho sẵn, các em tạo ra các từ ghép nha. Như thế thì sau đây là một số những gợi ý các em có thể tạo những cái từ khác ha. Từ tiếng gốc ngựa, các em có thể tạo ra từ ghép ngựa ô, ngựa bạch. Từ tiếng gốc sắt, các em có thể tạo từ sắt thép, sắt đá. Và chúng ta có thể có các từ ghép thi đua, thi đấu từ tiếng gốc thi và từ ghép áo khoác, áo len từ tiếng gốc áo nha các em. Sau đây là yêu cầu của bài tập số 4, trang 29. Tạo ra từ lấy từ các tiếng dưới đây. A. Nhỏ. B. Khỏe. C. Ống. D. Dẻo. Cho biết nghĩa của từ lấy mới tạo ra có gì khác với nghĩa của tiếng gốc. Các em biết không, các em có thể tạo ra các từ lấy, ví dụ từ lấy nho nhỏ, khỏe khoắn, ống ánh, dẻo dai chẳng hạn. Và chúng ta nhận xét sự khác nhau của từ lấy vừa được tạo ra với nghĩa của tiếng gốc mà người ta cho sẵn ở trên đề. Ví dụ như từ lấy nho nhỏ thì giảm nghĩa so với tiếng gốc nhỏ. Và các em có thể dựa vào cái gợi ý này để thực hiện hết bài tập số 4, trang 29 nha. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập số 5, trang 30 nhé. Trong câu văn, khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội thoăn thoắt leo lên thân cây chuối rất trơn vì đã bôi mỡ. Theo các em, nếu như mà thay từ thoăn thoắt bằng từ nhanh chóng thì có giúp cho người đọc hình dung rõ hơn động tác của người dự thi hay là không và vì sao? À, nếu như mà các em thay từ thoăn thoắt bằng từ nhanh chóng thì chỉ có thể giúp cho người đọc hình dung được mức độ tham gia hoạt động là ngay lập tức tham gia của người dự thi, chứ không thể giúp hình dung rõ được động tác của người dự thi lúc đó là rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Vậy bài tập số 6, trang 30 thì hỏi về điều gì?
Trong câu văn, những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình cánh cung được cắm rất khéo léo từ dây lưng uốn về trước mặt. Nếu như mà dùng từ khéo thay cho từ khéo léo, thì độ khéo của người dự thi sẽ giữ nguyên, tăng lên hay là giảm xuống và tại sao? À, nếu như mà các em dùng từ khéo thay cho từ lấy khéo léo trong câu văn trên đó, thì độ khéo sẽ giảm xuống nha các em. Vì từ lấy khéo léo giúp chúng ta hình dung được sự việc một cách rõ ràng hơn, đồng thời cũng cho em thấy được kinh nghiệm và tài năng của các đội thi khi mà treo những niêu cơm để dự thi ha các em. Tiếp theo là bài tập viết đoạn văn. Để yêu cầu các em viết một đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ có sử dụng từ lấy, từ ghép thể hiện cảm nhận của em về lịch sử đất nước sau khi đọc xong các văn bản Thánh Gióng và Sử Tích Hồ Gươm. Sau đây là một vài gợi ý làm bài. Thứ nhất, về hình thức, để yêu cầu các em viết một đoạn văn từ 150 đến 200 chữ chứ không phải là tạo lập một văn bản, nên chỉ cần viết một đoạn văn mà thôi. Thứ hai là nội dung đoạn văn, các em sẽ thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình về lịch sử đất nước sau khi đọc xong các văn bản Thánh Gióng và Sử Tích Hồ Gươm. Và cuối cùng, tri thức tiếng Việt cần vận dụng là từ lấy và từ ghép. Tiếp theo, cô giới thiệu với các em phần nội dung bài mà các em cần ghi vào trong vở bài học. Các em nhớ là những nội dung này thì các em sẽ ghi vào trong vở bài học nha. Và phần này cũng vậy luôn, các em chép vào vở bài học nha. Các em học sinh thân mến, các em vừa tìm hiểu xong kiến thức về từ đơn và từ phức để có thể nhớ bài lâu. Các em nhớ ôn lại nội dung phần tri thức tiếng Việt ở sách giáo khoa trang 20, đồng thời chép phần nội dung bài ghi vào trong vở bài học, cũng như thực hành viết ngắn vào vở bài tập để tiết sau có thể học tốt hơn. Các em nghiên cứu trước bài đọc mở rộng, bánh chưng, bánh dày. Chúc các em học tốt.